Dạ vâng, kính chào tất cả các bác. Bây giờ em sẽ tách cái chậu xanh Huế bán lá 5 xiên rưỡi này. Vâng, em sẽ tách một cái khóm tách âm này luôn. Tách âm là cái khóm ba cặp này, sừng trâu này, để chia sẻ cho các bác là cho nó bớt tiền đi. Vì là thật sự nếu để cả thì nó cực kỳ là giá trị nó rất là to. Nên là em sẽ tách đây, tách cái cặp ba cái khóm lá cau lá nhăn này cực đẹp đây chú bác. Dạ vâng, khi nãy em cũng vừa tách xong chậu xanh Huế, tách thành hai khóm thôi chứ em cũng không tách hết. Thì là tách nó đang ở trong cái độ đẹp này, tách rất thương các bác nhá. Vâng, và em xin tự giới thiệu, em tên là Linh, em chuyên bán kiếm, chỉ độc mình kiếm thôi. Tại Thanh Hóa, kiếm thì cũng nhiều loại lắm. Hôm nay em có chia sẻ cả Phan Chí cho các bác luôn. Và địa chỉ của vườn chúng em là ở xóm Chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Và vườn em có 3 số điện thoại để liên hệ đặt hàng. Số thứ nhất là số 0947 977 186. Và số thứ hai là số 0912 532 056. Và số thứ ba là số 0353 355 1567. Cả 3 số đều dùng Zalo của chú anh chị nhé. Cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua 3 số điện thoại trên hoặc nhắn tin qua Zalo và SMS, chúng em sẽ lắng nghe trả lời. Vâng, và vườn em nằm ngay trên trục đường quốc lộ 45, cách cầu Cứu về phía Bắc là 2 km. Cô chú anh chị đến đây thăm vườn qua mùa dịch thì cứ đến xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa thì hỏi thăm nhà vườn Linh Yến thì chắc ai cũng biết. Vâng, và vườn luôn lấy chữ tín làm hàng đầu. Nên là về vấn đề bảo hành mặt bông mặt hoa, cô chú anh chị yên tâm. Và em chỉ cần nói như vậy thôi, vì chúng em cũng không vì một chút này kia mà đánh mất giá trị cho con người vậy thôi. Em sẽ chia sẻ cái chậu Phan Chí này, chậu Phan Chí lá láng này, bán lá to nhất là, để em xem này, trước là em đo là 4 cm 2 đấy, bán lá to nhất là tầm 4 cm 2 cô chú anh chị nhá, 4 cm 2 nằm cầm chuẩn thước đấy, bán lá to nhất ạ. Hai thân dạng thân tơ đây. Hai thân dạng thân tơ đây các bác đây. Tơ hết nha, một vết cắt và có cả mắt mầm trong đây luôn này. Đang có mầm ở đây luôn này. Có mầm đấy. Hôm em đấy là có mầm ở đấy. Đảm bảo có mầm ở đấy cho các bác. Vâng, cái chậu Phan Chí này hai thân tơ này em chia sẻ với giá là 60 triệu đồng. 60 triệu đồng cho chậu Phan Chí này ạ. Phan Chí này 60 triệu đồng các bác nhá. Nhổ lên gửi nhá. Cái này em vừa mới dâm xuống thôi. Đang mới bắt đầu là phun rẻ đây này. Đó. 60 triệu đồng cho cái chậu Phan Chí này. Sang cái mặt hàng tiếp theo đi. Hoa Phan Chí thì dòng đỉnh nhất ở trong cái đấy rồi các bác ơi. Nếu mà đã mua đến Phan Chí các bác đã tìm hiểu hết tất cả rồi. Không cần phải giới thiệu mặt bông mặt hoa nữa. Đấy. Tiếp theo sang cái mặt hàng xanh Huế này đi. Cái xanh Huế này thì thôi em sẽ cho cô chú anh chị xem hoa. Hoa xanh Huế đây. Đấy, một bông cực kỳ là đẹp. Cây ló đi em giảm bớt lên. Đấy bác nha. Bông xanh Huế rất đẹp, bây giờ đang rất hot trên thị trường. Xanh Huế, Phan Chí, vàng Tây Ninh, rồi là vàng Tuyên Quang, rồi là nói chung là những mặt hàng kiếm bây giờ hàng gì cũng hot trên thị trường, không có mặt hàng gì không hot. Để cái chậu này là bán lá Yến ơi, ra đâu anh cái đấy có đẹp luôn của chú anh chị. Vâng, cái đầu tiên đi, cái xanh Huế đầu tiên đây. Cái đầu tiên này là hàng lá nhăn này. Em tách từ cái chậu này khi nãy em tách ra đấy. Đấy em tách ra vết cắt đang quả này này. Đó em tách ra nhá. Đấy. Bán lá của con mẹ có con này này. Mẹ con này bán lá là 5 xiên rưỡi này. Đấy bây giờ con chuyển sang rất đột biến luôn. Cực kỳ đột biến, cực kỳ lạ mắt luôn. Hàng lá nhăn, sóng tôn. Từ mẹ cho đến con luôn. Rất chi là nhăn, sóng tôn luôn. Từ mẹ đến con luôn các bác nhá. Đó. Đây này, con có nó này. Con của nó cũng nhăn luôn, rất chi là xanh Huế, rất chi là cái xanh Huế thì để nhận biết nó rất đơn giản, đầu lá của nó rất chi là võm này, thân xanh là củ này, nhìn các bác nhìn này, củ xanh Huế nhìn biết liền, phát hiện ra biết liền. Đây là hai thân một măng lớn và hai mầm này, đấy thêm hai mầm này nữa các bác nhá.
hai thân một măng lớn, thêm hai mầm này nữa này. Cái này em chia sẻ với giá là 18 triệu cho khóm xanh Huế này. Bán lá của cái thân nhăn thì nó rụt lại thôi, là nó 4 sen. Vâng, cái khóm xanh Huế này em chia sẻ với giá là 18 triệu. Cô chú anh chị cần video thì cứ liên hệ qua Zalo của em, em sẽ chụp video và cận cảnh cho cô chú anh chị xem. Với đơn chậu xanh Huế này, bán lá to nhất là 5 sen rưỡi đây. Vâng, chậu xanh Huế tiếp theo này là chậu mẹ có cái khóm nhăn này, bán lá của nó là 5 sen hơn đây. Tầm 5 sen đây, nếu mà đo khi đấy anh đo là tầm 5 sen rưỡi đấy. Đấy. Bác nhìn này, có gấp lá là tầm 5 sen rưỡi nhá. Cái chậu này em sẽ bán với giá là 40 triệu là 4 thân này. 4 thân này với là một nụ đang ra hoa chính chủ luôn này. Đó, lá láng rất đẹp nhá. Lá láng cực đẹp luôn. Bán lá to nhất là 5 sen 40 triệu, em ra lộc với giá là 2 triệu là em bán với giá là 38 triệu. 38 triệu chậu xanh Huế này. Rất đẹp luôn, chậu này cồn cực đẹp luôn, hoa chính chủ luôn các bác nhá. Về là có nụ hoa chính chủ luôn đấy. Gia lộc 2 triệu nhá các bác nhá. Gia lộc 2 triệu là 38 triệu. 38 triệu cho chậu xanh Huế này. Vâng, tiếp theo sang cái mặt hàng là Hoàng Long Thái. Hoàng Long Thái cũng nghĩa như là giống như ở mình gọi là Phan Chí đấy. Phan Chí với Hoàng Long đó, này là thuộc Hoàng Long Thái. Hoàng Long Thái thì cái này là hoa này là nở tại vườn. Nó tại vườn luôn này. Hoàng Long thì nó có hai mặt bông, mặt bảo hành cho cô chú chị mặt bông trọn đời luôn. Vì đây là nó nở tại vườn em. Đấy, đây này, bông rất bầu bỉnh, rất đẹp nha, lưỡi hồng cực đẹp luôn. Đó, các bác nhìn xem, nó tại vườn nhá. Em có hai chậu Hoàng Long. Một chậu nó không đẹp bằng chậu này đâu. Họ em bán rồi đây này, đây này. Chậu Hoàng Long Thái này. Đấy, 26 tháng 7 năm 2019 đấy. Đây này. Cái chậu này thì em bán rồi. Cái chậu này thì hoa của nó thì không đạt bằng cái chậu này. Bảo hành cô chú anh chị nở ra mặt bông hoa như thế này 100% luôn. Đó, Hoàng Long Thái rất là, bây giờ nếu Phan Chí Thái ẩm Phan Chí ở mình đấy đang bao nhiêu tiền một thân đấy. Vâng, em chia sẻ có 3 khóm này thôi. Đó, nhìn rất đẹp, cái đất thân lá củ của nó thuộc dòng tiên vũ rất đẹp cô chú anh chị nhá. Vâng, đơn số 1 này. Một mẹ này và mắt ngủ ngoài đây. Mắt ngủ ngoài đây cô chú anh chị nhá. Đơn số 1 này em chia sẻ với giá là 3 triệu đồng. Có cái lá này nó lỗi vỏng một tí này. Đây lá này nữa này. Đó. Nhưng mà về tương lai thôi. 3 triệu đồng cho đơn Hoàng Long số 1 ạ. 3 triệu đồng đơn Hoàng Long số 1, đơn cũ cũng cực kỳ là to luôn các bác và chú chị nhá. Sang đơn Hoàng Long số 2. Hai thân tơ rất đẹp đây. Cặp cực đẹp đây. Đơn Hoàng Long số 2, Thái số 2 này em bán với giá là 6 triệu đồng này. 6 triệu đồng cho đơn Hoàng Long Thái số 2. Hoàng Long Thái số 2 6 triệu đồng. Rất đẹp luôn của chú anh chị nhá. Quá đẹp luôn đấy. Sang đơn Hoàng Long Thái số 3. Đơn này một mẹ hai măng đang cực kỳ lực khỏe này luôn. Từ tít luôn, lá láng có gì là đẹp luôn. Đơn số 3 này em bán với giá là 7 triệu đồng này, 7 triệu đồng cho đơn Hoàng Long Thái số 3 này. Giống như Phan Chí Thái số 3 đây. Em bán với giá là 7 triệu đồng. 7 triệu đồng các bác nhá. Hàng quá đẹp. Bảo em sao là bán giá cao, tiền nào của đó thôi, em mua cao thì em phải bán cao. Vì hàng em linh thì khi nào cũng chất lượng hết, không khi nào không chất lượng, em nói thật với bác luôn. Hàng em khi nào cũng chất lượng hết. Tiền nào thì vải đó, đều rõ ràng. Mà thơm ngon bổ mà rẻ này thì các bác phải nghiên cứu. Tiếp theo sang cái mặt hàng vàng tuyên quang. Đây, vàng tuyên quang nó nổi tiếng là một trong những bông có chiều dài đến 1m2, các cánh hoa xếp sát lại với nhau tạo thành kiểu đèn lồng rất đẹp các bác nhá. Đây, hoa mùi rất thơm. Nó đứng trong gần như top đầu của dòng giống lô hội đấy. Nó thuộc dòng giống lô hội mà thân, các bác xem là thân như thân tiên vũ luôn. Đó, các bác nhìn này, lá lên tới gần 4 sen. Nó thân như thân tiên vũ, các bác nhìn xem, nó thuộc dòng lô hội đấy nhá. Cái dòng này thì hiếm này, nó không có nhiều đâu. Hôm nay là nó thật là em tách ra để em chia sẻ
chính ra là em muốn bán là em bán cả chậu rồi, vì là em thương nó nên là mà hôm nào các bác chưa chốt được thì em sẽ tách để chia sẻ giống cho tất cả các bác, cho em đi làm đẹp cho mọi miền Tổ quốc. Vâng, cái đơn Tuyên Quang số 1 này này, một mẹ một mầm này, lá có lỗi một chút đây thôi. Đấy, một mẹ một mầm này, quy cách một mẹ một mầm nhá. Đơn này em bán với giá là 1.3 triệu. 1.3 triệu cho đơn vàng Tuyên Quang số 1. Vàng Tuyên Quang số 1, 1.3 triệu. Sang đơn vàng Tuyên Quang số 2, 2 thân. 2 thân một mầm này. Bên đây một mầm nữa này, mắt ngủ nữa này. Đấy, 2 thân này em bán với giá là 2.5 triệu cho các bác về sưu tầm làm giống này. 2.5 triệu cho 2 thân vàng Tuyên Quang số 2. Đấy, 2.5 triệu 2 thân vàng Tuyên Quang số 2 các bác về làm giống nhá. Đấy, mầm đang lên đây này. Vàng Tuyên Quang số 2, 2.5 triệu. Sang đơn vàng Tuyên Quang số 3, một mẹ hai măng. Một măng lớn và một măng bé, hàng thân tơ tít, một vết cắt. Đây. Hàng không lỗi gì hết cô chú anh chị nhá. Hai măng đây. Gọi là sừng trâu đó, sừng trâu thì cái này mọc trước cái mọc sau. Đấy, không cân đối cho lắm. Nhưng mà rất khỏe, rất tốt các bác nhá. Em chỉ nói đùa thế thôi. Đơn số 3 này 3 triệu này. Vàng Tuyên Quang số 3 3 triệu ạ. Tiếp theo sang đơn vàng Tuyên Quang số 4, em bán với giá là 4 triệu đồng. Đúng đây, sừng trâu là bằng nhau luôn này. Đó, bằng nhau luôn. Ba thân tơ quá đẹp luôn. Đó, có chú anh chị nhìn ba thân tơ quá đẹp luôn. Đơn này em bán với giá là 4 triệu đồng. 4 triệu đồng cho đơn vàng Tuyên Quang số 4. Hàng rất đẹp luôn, thân như thân tiên vũ luôn đấy. Đó các bác. Vâng, đơn số 4 là 4 triệu đồng. Tiếp theo sang cái mặt hàng vàng cánh bầu Hải Phòng. Vàng cánh bầu Hải Phòng thì em có hai chia sẻ 2 chậu này thôi. Vâng, chậu vàng cánh bầu Hải Phòng số 1 là 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 thân này. Đấy, nó là thuộc dòng giống lô hộ nên thân lá nó nhỏ cô chú anh chị nha. Đấy, cô chú anh chị lưu ý này, vàng cánh bầu Hải Phòng, vàng Tuyên Quang, tất cả các dòng là dòng lô hội nên thân lá nó nhỏ. Bảo là tại sao cô chú anh chị nhìn ở trong video nó to mà sao về nhà nó nhỏ như vậy. Không, dòng lô hội là nó chỉ được như thế này thôi, em cũng nói rõ ràng rồi. Đấy, quan trọng là cái mặt bông. Đấy, cái dòng tiên vũ mà lá to tướng như cái chậu này thì mặt bông không ăn thua thì nó chỉ đáng triệu hơn triệu bạc thôi. Đó, mà một thân nó có giá trị nó cũng mấy chục triệu cơ. Quan trọng là mặt hoa cô chú anh chị nhá. Vâng, thân lá nó là thứ hai. Vâng, cái chậu vàng cánh bầu Hải Phòng số 1 này em bán với giá là 1.8 triệu này, 5 thân này. Đó, không đến 400.000 một thân, gửi cái chậu của chú anh chị nhá. Cái này thì do nơi em để thấp nên là mưa nó lên hơi bẩn chút, lau đi cái là rất là đẹp luôn. 1.8 triệu cho chậu vàng cánh bầu Hải Phòng số 1 ạ. Hàng lá láng của chú anh chị nhá, hàng lá láng nhá. Đó, cây đang như măng như một, rất khỏe luôn đấy. Đó, 1.8 triệu ạ. Sang đơn vàng cánh bầu Hải Phòng số 2, em bán với giá là 1.9 triệu gồm 2 khóm. Khóm này là một mẹ này. Nhưng đây là một cặp sừng 3 con này, là 1, 2, 3 là 4 này. 4 với đây là 3 là 7 này. Đó là 7 này. Đó, chậu này em bán với giá là 1.9 triệu này. 1.9 triệu chậu số 2 này. Đó, mà gần như là 7 thân đấy. Rất rẻ cô chú anh chị nhá. Đó, 1.9 triệu là 1.9 triệu cho chậu vàng cánh bầu Hải Phòng số 2. Đó, gần 7 thân. Đó. Đấy, cô chú anh chị này, 1, 2, 3 này, 4 này, 5, 6, 7 này. Đó, 1.9 triệu rất rẻ cô chú anh chị. Quá rẻ luôn. Vâng, em cũng chia sẻ từng này mặt hàng thôi. Cuối cùng một lần nữa em xin cảm ơn cô chú anh chị đã luôn ủng hộ shop trong thời gian vừa qua. Cô chú anh chị xem video clip đừng quên ấn vào nút đăng ký và ấn vào chuông để theo dõi những video clip sớm nhất, mới nhất, để chia sẻ những cách thức trồng lan rồi là chăm sóc lan. Em xin chào lại, bye bye cô chú anh chị ạ.